Vâng, em tin đi, chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì em lên đây bác một số mã hàng với em hàng vừa về xong nhá. Quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn này. Các bác nào có nhu cầu về hàng hóa thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại nhá. Em đang để trực tiếp ở trên mình đây. Gọi điện theo hai số ở trên mình nhá để em tư vấn và chốt đơn cho các bác một cách nhanh nhất có thể luôn. Và lưu ý với em khi mà các bác mua hàng thì hóa đơn nhá. Nhớ cho em là hóa đơn trên 200k. Hóa đơn trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Đấy, và giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video này. Sản phẩm đầu tiên thì trên mình các bác đang coi đó là cái mã dây điện vàng. Lên mã em sẽ là cái dây điện vàng. Cuộn này sẽ là cuộn 20m nhá. Và hiện tại bên em đang gửi các bác một cái mức giá rất là tốt và rẻ luôn. 130.000 và dây của nó sẽ là dây 1 chấm nhá. Dây 1 chấm thì công suất chịu tải khoảng tầm 2000 đến 2500W là thoải gà má luôn. Đây, đợi chút để em lấy ổ điện để quay cắm cho các bác. Con này nó có cả đèn báo vào cái ổ luôn, cũng rất là hay. Cắm trực tiếp vào 220 này. Đó. Và nó sẽ có đèn báo này. Đây nhá, đấy cắm thì nó sẽ lên đèn báo này này. Đấy, lên đèn báo hình tia sét nhá, rất là xịn luôn. Rất hay. Ổ này thì sẽ có là cho các bác đây. Sẽ có cho bác là 5 cái ổ các bác nhá. 5 cái ổ sẽ có là chân dẹt, rồi là 3 chân, 4 chân, rồi là chân tròn, các bác cắm cho em được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là các bác cắm thiết bị điện Nhật là ok luôn. Đấy, con này chuyên dùng cắm cho thiết bị điện Nhật mà. Đấy, rồi là các bác sử dụng gia đình này, anh em sử dụng sự kiện các thứ là cũng thoải mái luôn. 20m thì xài thoải gà má cho em đi. Đó. Dây thì sẽ là dây hai lớp nhá, chống gập, chống rối, dây rất là dẻo và rất là mềm luôn. Đó, dây rất dẻo, rất là mềm đây. Đồng 100% luôn nhá, đồng 100%. Đây em tháo cho bác con này. Đấy, đồng 100% luôn nhá. Đấy, dây sẽ là dây 1 chấm. Đó, có đèn báo đầy đủ hết về các bác sai. Cái phần ổ này của nó sẽ là ổ chống gãy, chống vỡ, chống va đập, chống cháy nhá. Đây ổ các bác nhìn này, rất là to luôn, cực kỳ to, cắm thoải mái, chắc ổ, rất là chắc ổ luôn. Cái phần phích nguồn nó này. Đấy, phích nguồn nó rất là to, chắc nhá, chân tròn, rất ok luôn. Giá thì cực kỳ hạt rẻ, giá này gần như là giá bao giá thị trường luôn đó các bác. 130.000 nhá, 130.000. Dây điện sẽ là dây điện dài 20m nhá. Dây sẽ là dây 1 chấm, dây đồng. Lên mã em sẽ là dây điện vàng 20m nhá. 130.000 cho một cái cuộn dây điện vàng 20m. Giá rất tốt. Đấy các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn này. Giá cực kỳ ok luôn. Merry Christmas của nhá. Merry Christmas này. Tiếp tục về cái mã hàng đó là cái đèn nháy nhá. Đèn nháy viên bi 8m thôi nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một bộ này thôi nhá. 50k một cái bộ đèn nháy viên bi 8m nha, 50k. Thì đây, nó sẽ là hình những cái viên bi như này này, coi này, hình những viên bi như này. Tròn, đấy những viên bi tròn. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác xài thôi. Đấy, cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác xài nhá. Đây, em đang cắm trực tiếp vào nguồn 220, nó có nháy loại này thôi các nhá. Không có điều chỉnh cái thứ gì đâu. Chỉ có nháy này thôi. Đó. Rất là nhiều màu sắc nhá. 7 màu khác nhau này. 7 màu sắc cầu vồng khác nhau nhá các nhá. 7 màu sắc cầu vồng khác nhau. Giá sẽ là 50k. Đèn nháy viên bi nhá, dây đèn nháy, đấy dây đèn nháy viên bi dài 8m nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một cái cuộn dây đèn nháy viên bi nha. Đó là về các bác xài. Chuẩn bị Noel này rồi là Tết nhất các bác mua về trang trí các thứ các chỗ này. Đó, giá rất tốt luôn. Đó, các bác nhanh tay chốt luôn nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái set súng keo nến này. Đấy, súng cộng với đi kèm keo luôn. Đó thì lần này nó về thêm cả súng cả keo nhá để bán cho bác luôn. Đây, một con súng như này. Và có đi kèm luôn cho bác là 10 cái cây keo, 10 cây keo như này nữa. Thì giá sẽ là 50.000 cho một cái combo này nhá. Cứ lên mã đi em sẽ là cái súng keo nến đi kèm là có 10 cái que keo nến như này nữa là về các bác xài thôi. Về cắm trực tiếp bằng nguồn 220 này là xài này. Đấy, công suất là 20W nhá. Các bác mua về dùng để gắn những cái đồ vật sản phẩm các thứ ra. Đấy. Hoa huyết, hoa hòe các thứ là những cái đồ sử dụng cái keo nến cũng rất là hay các bác gắn, nó vừa tiết kiệm mà nó cũng rất ok luôn. Cái này là 20W nhá các bác nhá. Cắm vào nguồn 220 là các bác xài thôi. Có cả cái nút nguồn này, lúc nào dùng là các bác bật lên, không dùng các bác tắt đi. Cho keo là các bác xài, có thế thôi. Một set như này là bên em bán là cả set nhá, không bán lẻ nhá, không bán lẻ nhá, bán cả set luôn là 50.000, là một súng đi kèm là 10 cây keo, 10 cây keo, 10 cây keo như này này, đấy, 10 cây luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất luôn đấy các bạn.
set keo nến nữa nhá, set súng cộng với lại cái nến là 10 cây là 50.000 các bác nhá, 50k. Đó. Còn nếu các bác mua lẻ nhá, nếu các bác muốn mua lẻ keo thì sẽ là 10 cây thì sẽ là 20.000 các nhá, 20.000 cho 10 cây keo. 20.000 cho 10 cây keo nếu các bác muốn mua lẻ keo. Thì bên em sẽ bán lẻ là một cái 10 cây như này thì là 20.000. Đó thì các bác có thể mua kèm keo, còn nếu không thì trong cái set này là nó có đã có như này rồi. Thì đây, một set cứ như này là trên video em đang quay như này, đây một set đúng như này. Trên tay em đang cầm như này. Đó là 50.000 nhá, 50.000 là một súng đi kèm là 10 cây. À, về là các bác có là các bác xài luôn, không cần phải mua thêm gì. Còn nếu mà dùng nhiều thì mình có thể mua thêm keo. Thì mua thêm keo là 10 cây là 20.000 nhá, 10 cây là 20.000. Còn mua súng và cả keo thì là 50.000. Đó, thì sẽ bán là cái này có bán lẻ thôi nhá, chứ súng là không có bán lẻ đâu. Thì súng nếu mà mua súng là nó có kèm hết rồi. Thì chủ yếu là các bác mua kèm là mua thêm keo thôi, chứ còn súng thì nó có. Bên em sẽ bán theo set này rồi thì nó dễ. Đó. Thì là đây, một set này nhá là 50.000, là một súng đi kèm là 10 keo. Đó là 50k quá nhá. Súng keo nến, súng kèm keo luôn là 50k. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái kệ hai dâu nhá. Cứ lên mã em sẽ cái kệ hai dâu. Bên em đang bán là 10k một cái kệ như này, rất là hay. Thì đây. Về là các bác rửa ra, đằng sau là nó có sẵn băng dính rồi, nó là cái băng dính hai mặt đấy, các bác bóc ra. Dính chi tiết vào cái chỗ các bác cần dính. Cái này thì chủ yếu là ví dụ các bác để đầu giường ấy, các bác để điện thoại này, rồi là ví dụ là điều khiển tivi này, điều khiển điều hòa đó, các bác để vào đây cũng rất là tiện luôn. Đấy, rồi là ở đây là có những cái dâu này thì các bác móc chìa khóa là móc những cái đồ vào đây rất là hay luôn. Khá là chắc luôn nhá, rất là hay. 10k một chiếc nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái kệ hai dâu này, kệ hai dâu. Đấy, 10.000 cho một cái kệ hai dâu nha. 10k một chiếc nhá. Chất liệu sẽ là nhựa ABS cao cấp nhá. Đằng sau là có cái miếng dán sẵn rồi, về là các bác bóc là các bác dán vào là xong thôi. Đây. Các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này, dùng rất là hay luôn. Đây. Đó. Đấy, về các bác bóc ra này. Đó, sau đó là các bác dán trực tiếp vào tường hoặc là đầu giường. Đấy, các bác để điện thoại này, treo kính, treo chìa khóa này. Rồi là đựng những cái điều khiển đồng hồ nhấc này, rất là hay luôn nhá. Đấy. Cái hay của cái sản phẩm này là ở đằng giữa ấy, là nó có một cái khe, là các bác có thể là vừa có thể điện thoại đây và vừa các bác vừa có thể là sạc được điện thoại luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy, các bác có thể là vừa để đây các bác vừa có thể là cắm sạc được điện thoại luôn nha. Đây có thấy không? Vừa có thể là cắm được sạc điện thoại luôn, cũng rất là hay luôn. Cắm vào đầu giường hoặc là để những cái chỗ nào các bác tiện tầm tay các bác với. Đấy, khe cái lối đường cửa ra vào cũng rất ok luôn nhá. Kệ hai dâu nhá. Lên mã ra kệ hai dâu. Đấy, nó có hai cái dâu này thì em lên luôn mã sẽ là kệ hai dâu để đỡ nhầm sang những cái mã hàng khác nhá. Là 10.000 cho một cái kệ hai dâu nha. À, mùa đông đến rồi. Đấy thì tiếp tục lại về cái mã hàng đó là cái đôi dép đi trong nhà. Đấy thì em báo giá luôn. Đang gửi bác cái mức giá rất là rẻ, 20.000 cho một cái đôi nha. 20.000 một đôi nhá. Cái này để chuyên các bác đi trong nhà, và hàng này thì sẽ là hàng free size, nó không có size đâu ạ. Hàng free size trẻ em người lớn đi hết mà. Đấy, nó cái độ rộng nó gọi là vừa đủ. Nói chung là các bác đi trong nhà đâu mà. Chủ yếu là ví dụ như là đi cho nó sạch nhà này. Thứ hai là đi cho nó ấm chân. Đấy, miền Bắc thì đi cho ấm chân, miền Nam thì ví dụ như là các bác đi vào cho nó sạch nhà, sạch cửa này. Đấy, nhà cửa đôi khi các bác lau xong các bác đi những cái đôi dép đôi guốc của mình vào nó bẩn rồi, nó đất cát các thứ rồi. Đấy, các bác mua cho em mấy đôi này về các bác để ở đầu nhà đấy. Đấy, có khách khứa này hoặc là chính bản thân mình đi ra đi vào, mình đi cái đôi dép này vào, nó rất ok. Cái này của nó có đế xốp chống trượt này và nó rất là nhẹ các bạn, cực kỳ nhẹ luôn. Các bác đi rất là nhàn, nó không bị vất vả đâu. Đấy, bình thường các bác tưởng đi nó vất vả nhưng đi rất là nhàn nhá, và rất là xinh, đẹp, nhiều màu sắc khác nhau. Đó. Thì sẽ là 20.000 các nhá. Dép đi trong nhà là 20k một đôi nha, 20k một đôi. Cái này thì cứ đến mùa đông là bên em cũng bán cái sản phẩm rất là chạy, năm ngoái em bán rất là nhiều. Đó, chỉ có 20.000 một đôi thôi. Chất liệu là xốp và kết hợp với là bông. Đấy, vừa đi vừa ấm này. Đấy, đi cũng rất là ok luôn, êm, vừa ấm này vừa êm này. Rồi là sạch sẽ căn nhà của bác nhá, rất ok luôn. Dép đi trong nhà nhá. 20k một đôi nha các bác nhá, 20k một đôi. Rất ok luôn, 20k một đôi. Đẹp lắm, nói chung là ok, đi nó êm mà nó đẹp mà tiện, sạch sẽ. 20k một đôi các nhá. Đèn 5 bóng nhá, đèn đội đầu 5 bóng. Giá này thanh lý 40.000 một chiếc các nhá, 40.000 một chiếc. Bữa trước cũng có bác hỏi cái đèn 5 bóng này. Thì đây, về cái mã đèn 5 bóng này, 40.000 thôi. Bán nhanh xả kho luôn, nó là cái mã đèn đội đầu nhá. Cái này về các bác đội đầu. Một bộ này sẽ gồm có là một đèn này, đi kèm cho các bác là một dây đeo đầu. Một dây đeo đầu. Và có cho bác luôn là một cái cọng cáp sạc nha. Đó. Thì đây, đây là cái nút nguồn này. Đấy. Một chế độ này là 4 bóng này.
một chế độ một bóng ở giữa này, chế độ full bóng này. Đấy, có cả nháy cảnh báo SOS rồi nhá. Nói chung là tầm chiếu xa 100 m, hơn 100 m là thoải mái và khá là sáng luôn nhá, cực kỳ sáng luôn đấy. Đấy, và có rất nhiều chế độ cơ bản luôn. Chế độ thứ nhất này, chế độ thứ hai này, chế độ thứ ba này, rất ok luôn các nhá. Cực kỳ là hay luôn. Đấy, nói chung các bác sử dụng gia đình này, các bác đi làm làm đêm là hôm này, có con đèn này mình mang đi mang lại soi xét cũng khá là tiện dụng luôn. Đấy, có thể đeo đầu. Và đây cái đằng trước này nó có thể là chỉnh cục lên cục xuống ok luôn. Về các bác cài dây để các bác xài thôi. Và đi kèm nó là một cái cọng cáp sạc nhá. Con này nó sử dụng cái nguồn là cái nguồn 5V. Về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác cắm vào là các bác sạc thôi, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đây, cắm vào là sạc này. Đấy, cổng USB này, đây là chân nguồn, cắm vào là sạc. Sạc đầy là các bác lại xài có thế thôi. Rất tiện dụng luôn. 40k đâu các nhá, 40k thôi, bán nhanh trả kho luôn. Đấy. Giá này gần như là giá thanh lý, là giá không lợi nhuận luôn các bạn. Đó. 40k nhá, 40k. Lên mã anh em sẽ là cái đèn 5 bóng nhá, sẽ gồm có là 5 bóng nha. Là chị sử dụng chip LED siêu sáng tiết kiệm điện nhá. Là 5 bóng này là 40.000 nhá. À, lên mã em sẽ là đèn 5 bóng nhá, đèn độ đầu 5 bóng, đèn độ đầu 5 bóng nhá. 40k cho một cái bộ đèn độ đầu 5 bóng này, em xả kho bán nhanh cho bác luôn đấy. Rất nhiều bác hỏi cái mã thuốc chuột này thì đây, em về được cái mã thuốc chuột, đó là cái thuốc chuột của Thái nhá, thuốc chuột của Thái. Cái này thì nó là khắc tinh của chuột rồi. Rất là nhạy luôn, rất là nhạy luôn. Chuột ăn vào là đứ đừ luôn nhá, chuột ăn vào là đứ đừ luôn đây. Một cái hộp này thì em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là thuốc chuột nhá. Cái này nó là dạng viên đúng không ạ? Dạng viên, về là các bác cứ thấy chỗ nào nó có chuột nó chạy đi chạy lại này, hoặc là những cái chỗ nào mà chuột nó hay nghịch hay vầy hay ăn ấy. Đấy thì các bác cứ giải ra đây thôi. Giải là nó ăn và là đi có thế thôi. Đó, là 30k một cái hộp nha. Đó. 30k một hộp này nhá. Đây, em sẽ bóc cho. Một cái hộp này là 80g ạ. Một cái túi như này là 80g đây bên trong này. Đó, bên trong này nhá, nó sẽ là những cái viên màu hồng nhìn rất là bắt mắt này. Đó, các bác dùng thì cẩn thận thì các bác cứ đi bao tay vào, sau đó các bác bóc ra. Bóc ra và hoặc là các bác có một cái lọ nào bỏ đi, các bác bóc ra, các bác cho vào cái lọ cho nó vừa giữ ẩm này mà nó không bị ướt các bạn, không bị ướt mà nó được lâu. Đấy thì mình cứ đến đâu là mình mở ra mình xài ra đấy, sau đó là các bác dùng xong rồi rửa tay sạch sẽ cho em là ok. Đó. Thuốc chuột nha các bác nhá, thuốc chuột. Một cái hộp này là 30k. Một cái túi này là 80g nhá. Một túi này là 80g này. Một túi này 80g. Khá là nhạy các bác nhá, dùng ok lắm. Thuốc chuột Thái Lan nhá, thuốc chuột của Thái Lan. Đó. 30k một hộp này các bác nhá. Dạng viên các bạn, dạng viên. Màu hồng rất hay. Lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái set nước hoa 3 lọ này, báo giá bác luôn, chỉ có 90.000 thôi. 90.000, 3 lọ to vật luôn. Đó, sẽ gồm có là 3 lọ 3 mùi hương khác nhau nhá. Đấy thì về các bác sử dụng các bác xịt lên người, lên cơ thể, lên quần áo, rồi là thơm phòng, thơm nhà. Đấy, nói chung là giá là hạt rẻ mà dùng hay lắm. Hoặc các bác có thể để trên ô tô cho nó thơm, hoặc là để trong nhà. Đấy, những cái chỗ muốn thơm phòng, thơm nhà các bác để cái này vào cũng ok luôn. Đấy, hoặc các bác xịt. Cái này nó là dạng xịt nhá, chủ yếu là dạng xịt. Đấy thì các bác dùng các bác xịt thôi. Mùi khá là thơm nhá. Và nó thoang thoảng nhẹ nhàng. Ba lọ với ba mùi hương khác nhau nhá, ba lọ với ba mùi hương khác nhau, với giá sẽ là 90.000 cho một cái set nước hoa ba lọ nhá. Cứ lên mã anh em sẽ là set nước hoa ba lọ nhá, 90k. Đấy, thơm phòng, thơm người, thơm nhà, thơm đồ vật, thơm xe ô tô, rồi là những cái chỗ nào cần thơm là các bác xịt vào, là các bác muốn thơm là các bác xịt vào là nó thơm, có thế thôi. Rất là hay luôn. Giá nó hạt rẻ là các bác sử dụng đa năng được. Đấy. Mùi thơm khá thơm nhá. Đấy, mùi khá thơm, thơm thoang thoảng nhẹ nhàng rất ok các bác nhá. Đấy. 90k nhá, set nước hoa ba lọ nhá. Đấy, dùng rất là hay luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái bịch nho khô của Mỹ này. Đấy, nho khô của Mỹ nhá, xịn luôn. Đây, vừa bóc ra cho mời các bác thưởng thức tí nhá. Bóc ra ăn thử và thấy rất là ngon luôn ạ. Em tưởng là nó cũng tương đối thôi nhưng mà em thấy rất là ngon. Ngon lắm ạ. Đang mời các bác nhá. Nho rất là đều và to. Đây. Nho nó rất là đều và to này. Và nó không bị sạn các nhá. Đấy, cái ưu điểm của sản phẩm này là nó không bị sạn. Bình thường ấy là các bác mua thị trường ấy là nó sạn nhiều lắm. Vì cái nho này thì cũng rất là nhiều người bảo là nó phơi linh tinh ấy. Đấy, nhưng mà nho này hàng của Mỹ nên là nó công nghệ, nó là cái công nghệ phơi sấy thăng hoa, nên là nó sấy trong phòng kín các bạn, phòng kín nên là nó không có bị sạn này, nó không bị vi trùng vi khuẩn, rất là sạch sẽ luôn. Các bác cứ ăn thử đi em, nếu mà thấy rất là ok đấy. 90k nha, 90k. Cứ lên mã em sẽ là cái bịch nho khô Mỹ nhá. Đấy thì về các bác chuẩn bị ăn Tết là nhất này, rồi là các bác mua về làm quà, hoặc là mua về mình sử dụng ăn chơi ăn bời ăn vặt cũng rất là hay.
Đây, USA này. Một túi này là 1 cân nhá, một túi là 1 cân đấy. Chỉ có 90 ngàn thôi. Em ăn thấy khá là ok đấy các bạn. Ăn thấy khá là ngon, cái vị nho nó rất là đặc trưng luôn. Vị nho chuẩn nho khô luôn nhá, chuẩn nho khô nhá, chuẩn nho khô nho chuẩn luôn đấy các bạn. Ăn rất là ngon luôn đấy. 90k mà nhá, 90k. Lên mã em sẽ là nho khô Mỹ nhá. Thì đây, nó nguyên hộp như này. Và bên trong là một cái túi. Đó. Xịn sò lắm các bạn. Hàng này nó là size to nhá, hàng size to, hàng size lớn đấy này, jumbo size này, hàng size lớn đấy. Hàng size lớn. Đết 2025 luôn nhá, đết đết dài luôn, đết 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 lâu đết dài quá nhá, đết lâu đết dài luôn đấy. Đó thì lên mã em sẽ là cái nho khô Mỹ nhá, nho khô Mỹ. Sẽ là 90k một hộp này nhầy. Một hộp là 1 cân nhá, một hộp là 1 cân đấy. Chỉ có 90 ngàn thôi, giá rất là rẻ bình dân luôn. Đấy, bán nhanh cho bác luôn. Tiếp theo đó là táo này, cũng rất là nhiều bác hỏi. Đó là táo Hàn Quốc nhá, táo này của Hàn Quốc. Táo này thì 80 ngàn nhá, 80 ngàn. Một cái túi này cũng là 1 cân các bạn, một túi này là 1 cân. Táo thì cũng là táo xay to, táo khô. Táo này là về các bác cũng có thể ăn được như nho luôn. Đây, cũng có thể ăn được như nho này, nho này em đang ăn này rất là ok luôn. Đấy, còn táo là các bác cũng có thể về sử dụng trực tiếp. Hoặc là các bác có thể ví dụ như là trưng yến này, rồi là nấu hầm thuốc bắc các thứ này là cũng hay có cái táo này. Lên mã em sẽ là táo Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc đó. Một cái bịch táo Hàn Quốc này với giá sẽ là 80k. Một cái bịch này là 1 cân. Đấy, một bịch là 1 cân nhá. Táo Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc rất ok luôn. Size thì cũng là size to nhá, đây bình thường các bác nhìn cái quả này. Cái quả ở chợ các thứ các bác mua đấy, quả nó tí thôi các bác nhìn này, như ngón cái luôn, to bự luôn này. Đó, rất là to luôn, size to luôn nhá, 80k. Một cái bịch táo Hàn Quốc nha. Còn nho thì sẽ là 90k. Đấy, nho khô Mỹ thì sẽ là 90k, còn táo khô Hàn Quốc thì sẽ là 80k nhá. Đấy thì tùy nhu cầu các bác mua nhiều thì bên em sẽ gửi bác như thế nhá. Có thể là mua táo hoặc mua nho đều được. Đấy, nho cũng rất là ngon mà táo cũng rất là ngon luôn. Cái này táo này là nhiều bác tiểu đường có thứ này. Đấy, các bác cao huyết áp này ăn rất là tốt luôn này. Hoặc các bác mua về. Các bác ra mua về để ngâm rượu nhá. Cái này em cũng đang ngâm rượu thực tế rồi. Em thấy rất ok, uống rượu nó rất là dễ uống. Và các bác phi ngâm từ giờ ăn Tết là thoải mái luôn. Đấy, ngâm nó ra rất là nhanh, ngâm từ giờ ăn Tết thoải mái, ngâm rượu uống rất ok luôn. Đó. Táo Hàn Quốc 80. Còn là nho thì sẽ là 90.000 thôi nhá. Nho 90, táo 80. Tiếp theo thì em về cho các bác mã hàng, một cái mã hàng cũng rất là mới này. Đó là cái đèn học nhá, đèn học. Đèn học chống cận. Giá thì bình dân lắm. 70k đúng không nhá, 70k. Con này là nó có thể tích điện nhá, trong trường hợp là mất điện hoặc các bác di chuyển nhá các bác nhá, di chuyển. Đấy, di chuyển thì các bác vẫn có thể xài được nhá và không cần phải dây điện, dây giếc là lằng nhằng rất là hay. Và nó có thể sạc tích điện được hết luôn, hết pin là các bác lại lấy sạc các bác xài, cắm vào các bác xài. 70k nhá, đèn học là 70k. Con này thì cái nhiệt độ ánh sáng của nó sẽ là từ 4000 đến 4500. Cái nhiệt độ này thì nó đảm bảo để các bác sử dụng làm việc này, học tập này mà không lo nó bị đau mắt nhá, nhức mắt nhá, vì nó là đèn học chống cận mà, dùng rất là hay luôn. Thì đây. Cộng dây cáp sạc này, sử dụng nguồn 5V đúng nhá, sử dụng nguồn 5V. Tiên ơi. Lấy cho anh cái sổ cục sạc cái. Đây nhá, con đèn đây. Cái sổ cục sạc 2A kìa. Đây là cái con đèn nhá. Đó, các bác có thể là xoay đảo hướng các kiểu này. Đó, rất ok nhá. Có thể gập vào này, mở ra gập gọn là các bác tiện cho việc di chuyển mang đi mang lại rất ok luôn. Đấy, giờ đây con đèn đây, chắc chắn chất lượng luôn. Và con này bật tắt rất là dễ nhá. Đấy, bật tắt rất dễ là các bác chỉ việc bấm đây này, cảm ứng này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 3. Đó, 1, 2, 3. Cảm ứng nhá, các bác chỉ việc chạm đây cái này là nó sẽ sáng lên rất hay luôn. Khá là sáng nhá. Đấy, ánh sáng nó vừa đủ để các bác sử dụng học tập làm việc nè. Đây, đó. Bấm cho bác coi nhá. 1 này, 2 này, 3 này. 3 chế độ sáng nhá. 3 chế độ sáng nhất này. Sáng vừa này, sáng nhất này. Đó, rất ok luôn. Đây là cái giọng cộng dây cáp sạc thì đằng sau nó cái chân sạc nhá các bác cắm vào đây. Sử dụng nguồn sẽ là nguồn DC 5V. Đấy, nguồn DC 5V các bác cắm vào đây. Sau đó là các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác cắm vào là các bác sạc các bác xài thôi. Đây. Đây ví dụ các bác có cái cục sạc này này, các bác cắm vào là các bác sạc cho nó này. Hết pin thì bác lại cắm sạc vào là xài. Và khi nào pin đầy các bác lại lôi ra các bác dùng. Đấy, tiện cho việc ví dụ là di chuyển công tác rồi các bác cầm một con đèn để làm việc này, hoặc là trong trường hợp mất điện này, đấy nhà hay mất điện, hoặc là có những cái con đèn dự phòng trong mất điện mình có đấy, con đèn này ra cũng rất hay luôn. Đó, đèn học tích điện nhá, đèn học tích điện. Có tích điện này đủ luôn. Giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k. Đèn học tích điện đang bán sẽ là 70k trong một chiếc này. Và có bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác là những cái cục sạc như này, đó là cái cục sạc 5V 2A nha.
thì cục sạc 2A nhà thì em báo giá luôn đang bán là 30k. Đấy, lên mã em sẽ là cái cục sạc 2A nhá. Cục sạc 2A. Đó, với giá sẽ là 30k cho một cục này. Con này là nguồn ra của nó sẽ là nguồn vào sẽ là nguồn 220 và nguồn ra sẽ là nguồn 5V nhá. Nguồn 5V là các bác sạc cái đèn như này là ok này. Đấy, nguồn 5V mà công suất của nó sẽ là 2A nhá. Đấy, hàng công ty luôn đấy các bác nhá, xịn chất lượng luôn. 5V 2A này, đó. 30.000 một cục sạc này các bác có thể mua kèm lên cục sạc, còn không nhà các bác có rồi thì không cần cũng được, không vấn đề gì cả. Còn bán nguyên đèn thì sẽ là 70.000 trong chiếc đèn học tích điện nha. Và cái đèn này là ở đây, đằng sau nó này, còn một cái hũ này nữa thì về các bác xài là các bác dắt cái này vào xem. Đây các bác đủ này vào, dắt này vào. Đấy, ngửa nó lên. Để xuống đây. À đây em dắt lộn ngược rồi. Đấy các bác dắt nó ngửa lên như này. Đó, dắt ngửa lên nha. Đấy, thấy không? Là nó sẽ thành một chiếc lỗ nha, để các bác cắm bút vào cho rất hay luôn. Đấy các bác để này, có thể điều chỉnh các hướng xoay vòng nha, xoay ngang ra, xoay cụp vào, và đằng sau là có lỗ để các bác có thể cắm bút vào cho em là ok. Đó, đèn học tích điện nhá, có cả cái lỗ cắm bút các thứ, dây sạc các thứ đi kèm đầy đủ, là một bộ nhầy này, một bộ đây em sẽ lấy cho bác coi. Đây, một bộ nhầy thì sẽ có giá là 70k nhá, đèn học tích điện nhá, công suất là từ 2W là nhỏ nhất nhá, và lớn nhất ánh sáng sẽ là 10W nhá. Đó, DC 5V 2A có sạc tích, có tích điện nhá, có pin tích điện trong này sẵn rồi. Với giá sẽ là 70.000 cho một chiếc đèn học tích điện nha các bác nhá. Tiếp theo nó là cái mã hàng mới. Lên mã em sẽ là cái con cạo râu 9D nhá, cạo râu 9D. À, cạo râu tỉa lông mũi tăng đơ, có cả mát xa mặt luôn. Giá sẽ là 100.000 cho một cái chiếc cạo râu 9D nha. 100.000 thôi. Giá bình dân mà đa chức năng luôn. Đó, các bác có thể là cạo râu này, tỉa lông mũi này rồi là tăng đơ. Hàng này thì cứ bao dùng bao xài ra luôn, hàng cạo râu ba lưỡi luôn nhá, xịn chất lượng luôn. Đây, con máy cạo râu rất ok nhá, hàng mới nguyên hộp này. Để em cho bác coi. Đầu tiên là con máy nhá, đấy, và đi kèm là cái bộ lưỡi của nó này. Lưỡi này là đây nhá, hàng ba lưỡi này có thể nhún nhấc này, đấy, nó ôm sát vào cái phần cầm nhá. Hàng ba lưỡi này khi mà các bác cạo nó rất là nhanh, đấy, máy chạy cực kỳ khỏe nhá. Và các bác ấn vào đây này, nó sẽ mở ra và các bác có thể vệ sinh. Các bác nhìn này. Đấy, em bấm cho bác xem này, có thấy không, nó quay này, đó nó quay nhá. Đấy, quay rất là tít luôn nhá. Cái con này của nó là hàng ba lưỡi, nó độc lập nên là khi mà các bác cạo ấy nó rất là nhanh. Đấy, cạo cực kỳ nhanh. Đó, cạo rất là nhanh luôn. 9D, hàng hãng, hàng của Server nhá, hàng Server. Server là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng chuyên về đồ máy cạo râu, rất là nổi tiếng rồi. Đấy, rất là xịn sò ngon lành luôn nhá. Đó. À, dùng cạo râu thì không dùng thì các bác có thể là tháo ra, rút ra. Sau đó các bác cắm ở đây. Ở đây thì đầu tiên là sẽ gồm có là một cái đầu tăng đơ này. Đầu tăng đơ nhá, thì về đây, các bác bóc ra các bác cắm vào nhá. Cắm vào là các bác xài thôi. Đấy, cắm vào các bác cắm vào tăng đơ là các bác cứ thế các bác view dâu các bác xài. Các bác muốn tỉa tốt đi trước thì các bác lắp cái tăng đơ này vào, các bác bấm lên các bác tỉa tăng đơ trước đi. Sau đó là các bác lắp cái lưỡi cạo dâu này vào, các bác cạo này, cạo thế cho nó sát chân và nó nhanh. Thứ hai là nó có một cái đầu tỉa lông mũi nhá, một cái đầu tỉa mũi đây. Một cái đầu tỉa lông mũi này. Đấy thì dùng kéo, dùng kiếc các thứ là các bác chọc vào lỗ mũi nhá. Các bác sử dụng rất là nguy hiểm nhá. Đấy thì các bác cắm cái này vào. Các bác tỉa lông mũi cho nó an toàn, không lo chảy máu rồi là không lo nó nguy hiểm nhá. Cắm vào đấy, các bác lắp cho vào cái lỗ mũi là các bác tỉa lông mũi các thứ ok luôn. Đấy, đầu tỉa lông mũi. Rồi là một cái đầu nữa, đó là cái đầu massage. Cái đầu này nó là cái đầu ví dụ các bác rửa mặt các thứ ra. Đấy, các bác sử dụng các bác massage mặt này. Đấy thì các bác dùng cái đầu này để lắp vào. Đó, sau đó các bác bật lên. Đấy, nó sẽ cứ quay này, quay tròn này các bác dùng để massage mặt các thứ này. Rất ok luôn nhá, massage mặt này. Đấy, massage da mặt các thứ này, rất ok luôn. Đó. Đó, tổng tổng bộ sản phẩm sẽ gồm có là 4 chức năng cho một chiếc máy cạo râu nha. Cạo râu đầu tiên này, tăng đơ này, tỉa lông mũi này, massage mặt này. Đó, và đi kèm cho bác là một cái cọng dây cáp sạc nha. Sử dụng nguồn sẽ là nguồn điện 5V. Đấy, sử dụng cái cục sạc 2A nha, là ok này. Thì các bác có thể mua kèm thêm cục sạc là 30.000 một cục. Đấy, thì bên em đang bán kèm. Còn về các bác có cái chân cổng sạc điện thoại nhà mình, các bác cắm vào đây. Sau đó các bác sạc thôi, hết pin thì các bác lại sạc vào các bác xài có nhá. Đấy, một con máy cạo râu 9D con này thì làm mưa làm gió đi thị trường hiện tại này rồi. Đấy, bán rất là nhiều và nó giá rất là bình dân mà lại còn đa chức năng luôn. Cạo râu tỉa lông mũi tăng đô, quá xịn sò trong con này mà giá thì cực kỳ là hạt rẻ luôn. 100.000 nhá, hàng của thương hiệu Server. Server là một trong những thương hiệu rất nổi tiếng trên thế giới.
chuyên về cái những cái đồ máy cạo râu các thứ tăng đơ rất nổi tiếng rồi, các bác có thể check thoải mái luôn. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm test, các bác coi thực tế này. Đấy các bác nhìn râu rất là rậm nhá, và đây đang cầm thực tế con máy râu 9D và cạo test các bác coi nhá. Đấy, con này bán rất là chạy luôn và cạo cực kỳ ngon, mà hàng của nó hàng ba lưỡi độc lập mà. Nên nó cạo rất là nhanh, cạo rất là sạch, cạo rất là sát chân. Đấy, và rất là ok, không lo đau rát này. Đó thấy không? Sạch không? Đấy kinh khủng không? Vừa nãy nhìn râu ria nhìn nó như thế mà bây giờ nhìn nó sạch sẽ ok luôn nhá, các bác nhìn này. Đấy các bác nhìn này, râu này, xem lại một lần nữa nhá. Các bác nhìn cái râu cằm của bác này. Đấy, rất là dày, rất là rậm luôn, nhưng mà con này dí thoải mái luôn. Cần hết các bác nhá, cần hết luôn này, các bác nhìn này. Đấy, các thấy không này, nhìn này. Sạch sẽ ngon lành luôn nhá, kinh khủng khiếp luôn. Đấy thấy không? Sạch bong phần cằm luôn nhá. Đấy, dã man luôn đấy. Nói chung rất ok. Đấy, em thấy rất ok và em sản phẩm em cũng đang sử dụng rồi, em thấy cũng rất ok nên em nhập về số lượng lớn để bán nó bao luôn, và giá của nó cũng bình dân lắm, chỉ có 100.000 cho mỗi con sản phẩm này thôi. Đấy thì hướng dẫn một chút là các bác khi mà các bác cạo ấy là các bác bật máy lên các bác xài ấy là các bác phải đi nó đều tay, và thứ hai là các bác phải đi nó tay nó chặt nó sát vào, chứ còn các bác mà cứ dí hờ là không bao giờ nó cạo nó sạch đâu. Đây đây, các bác bật máy này, các bác phải đi nó sát vào này. Đấy, đi nó sát vào ấn tay, các bác cầm có ấn nó sát này, nó thiết kế theo dạng tay cầm này. Đấy, nên là các bác cầm, các bác dí nó sát chân vào, cứ ấn mạnh, dí sát thôi nha. Đấy, và nó có một cái màng như này nên là các bác không lo nó bị đau rát, không lo nó bị ăn da ăn thịt hoặc nó chảy máu, các bác cứ dí thoải mái, không lo nó chảy máu đâu. Đấy, nhiều bác sợ nó chảy máu còn sợ đau, dí thoải mái cho em đi. Đấy, máy cái râu mà. Đấy, nó phục vụ mình mà nên là các bác cứ dùng thoải mái cho em luôn. Nồi đồng cố đá nhá, pin dùng khoảng tầm 15 ngày với sạc một lần, trâu cực kỳ luôn. Đấy, bốn chức năng: cạo râu, tỉa lông mũi, tăng đơ, rửa mặt, massage mặt, ok luôn. 100.000 cho con cạo râu nha, tăng đơ, cạo râu 9D nha các bác nhá, cạo râu 9D, bốn chức năng trong một, rất ok. Đấy, giá bình dân là rẻ.